Xin chào, tên tôi là Michael Nguyễn và tôi muốn nói với quý vị về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe ở chỗ nấu ăn để chắc chắn mọi thứ được an toàn và tốt cho sức khỏe. Tất cả chúng ta đều muốn thực phẩm và nơi làm việc an toàn. Không ai muốn khách hàng của mình bị bệnh. Vì vậy, hãy xem ý kiến sau đây. Quý vị có thể tự làm người kiểm tra an toàn cho thực phẩm. Tại sao quý vị muốn làm điều đó? Dưới đây là một vài lý do. Đầu tiên, nếu chúng tôi kiểm tra thấy có vấn đề, thì nhà hàng hoặc nhà bếp của quý vị có thể bị phạt tiền hoặc bị đóng cửa. Điều đó thì không hay. Nhưng nếu quý vị tự kiểm tra và thấy có vấn đề, quý vị có thể giải quyết vấn đề và giữ cho mọi người được an toàn, không bị viết giấy phạt và cũng không bị phạt tiền. Và quý vị có thể tiếp tục làm những gì quý vị làm tốt nhất. Quý vị và đồng nghiệp là những người tự quản lý kiểm tra. Nếu có vấn đề, những người đồng nghiệp có thể hợp tác cùng nhau để giải quyết. Quý vị có thể tự hào và tự tin vào nơi quý vị làm việc, vì quý vị biết an toàn và an ninh thực phẩm rất quan trọng. Khi tự làm người kiểm tra, quý vị và đồng nghiệp của mình sẽ giải quyết vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề lớn. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Những gì chúng tôi nhìn vào khi kiểm tra an toàn thực phẩm chỉ là công việc dễ hiểu nói chung, có quy định và hướng dẫn cụ thể. Và khi kiểm tra, chúng tôi dùng mẫu như thế này để kiểm tra bếp của quý vị về 8 lĩnh vực chính của an toàn thực phẩm. Hãy xem qua những lĩnh vực này, quý vị sẽ thấy nó thật dễ. Lĩnh vực đầu tiên là sức khỏe và vệ sinh của quý vị. Rửa tay kỹ, không ăn hoặc hút thuốc ở khu vực có thực phẩm. Không dùng tay không để cầm nắm thực phẩm. Theo dõi sức khỏe của tất cả nhân viên. Lĩnh vực thứ hai là ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo, không để thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến trên cùng một nơi, lau chùi và sát khuẩn tất cả các bề mặt và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm, cất thực phẩm sống cách xa thực phẩm đã chế biến. Lĩnh vực thứ ba là thời gian và nhiệt độ để nấu và trữ thực phẩm, kiểm tra nhiệt độ thường xuyên, tránh xa vi trùng, nấu thực phẩm ở đúng nhiệt độ, giữ nóng thực phẩm nóng và giữ lạnh cho thực phẩm lạnh. Lĩnh vực thứ tư là nguồn thực phẩm, mua và nhận giao thực phẩm từ nguồn đã được phê chuẩn, không có thực phẩm làm tại nhà, kiểm tra kỹ khi giao thực phẩm, kiểm tra nhiệt độ và giữ hồ sơ cho tất cả các đơn đặt hàng và giao hàng. Lĩnh vực thứ năm là hóa chất, như những hóa chất chúng ta dùng để làm sạch khu vực làm việc của mình, và khi chúng ta cần dùng và dùng một cách an toàn, cần phải cất hóa chất cách xa thực phẩm. Lĩnh vực thứ sáu là song chảo và thiết bị. Cất song chảo sao cho mọi người có thể nắm lấy tay cầm mà không cần phải chạm vào phần khác. Cần ba chậu để rửa sạch chúng. Một để rửa, một để tráng và một để sát khuẩn. Lĩnh vực thứ bảy là giữ an toàn cho cơ sở của quý vị. Khóa cửa sau và khu vực tải hàng khi không sử dụng. Giữ lối đi và nơi làm việc sạch sẽ và sáng sủa. Lĩnh vực thứ tám là quản lý nhà hàng và nhà bếp của quý vị. Người quản lý thông báo, huấn luyện và giám sát nhân viên. Mọi người có biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp không? Đây là những điều căn bản khi tự kiểm tra an toàn thực phẩm ở nhà hàng hoặc nhà bếp của quý vị. Quý vị không cần phải là chủ hoặc người quản lý mới giữ an toàn cho thực phẩm và người ở nơi làm việc. Quý vị có thể đổi lượt. Có nhiều lý do chính đáng để tự kiểm tra an toàn thực phẩm cho chính mình. Chút ít công việc mà quý vị và nhóm của mình làm mỗi ngày có thể bảo đảm an toàn tại nơi làm việc. Và đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.